Ừ. À. Có người biết gì không? Bị cái đốt sống lưng mà bị đốt sống cổ luôn. Hai chân yếu luôn. Bây giờ cái cảm giác yếu là sao? Ví dụ như lên thang lầu được không? Lên quậy lắm. Quậy lắm. Chân nó rất là quậy. Xin mời chị có thang lầu đi, chị đi lên được rồi. Đấy, đấy chút xíu rồi chị lên chị. Bởi vì là mọi người biết đó, cái đó nó chỉ cho thiền cái gì mà nếu mà mình giảng ra được cái đó xong rồi mình hết vàng thì chạy thôi khi khó khăn lắm á, bây giờ nghe thấm tía rồi á. Bốt tay là tí mạnh rồi ha, khi mà như cụ già 90 đấy hả chị? Đấy, mà cái đeo là tại vì mình không có hoạt động kìa. Cô này mặt thì rất là trẻ, nhưng mà đi như bà cụ một 13 năm nay. 13 năm rồi. Mà chữa nhiều nơi lắm rồi. Trời đất ơi, 13 năm nay rồi. Rồi bây giờ quyết định là theo thậm chí liên tâm luôn đúng không? Nhà ở Phan Rang rồi bà chị có lên mạng á. Bà tự tập rồi, bà nói em đi theo cái này đi, em chạy em tập đi, em học đi. À, nghe chú dạy vô đây á. Đi Phan Rang. Phan Rang là... À, khu năm chữ gì đó nè. Dạ, nhà kinh kinh tế gì hả? À, gì hả? Dạ. À, ghi người này giúp đỡ vậy đó, ok. Rồi, đây kia. Mình mấy đau hết hả? Đã rồi. Đã rồi hết. Ủa rồi học đây mấy ngày rồi? Học hôm thứ 2 bây giờ. À mà thấy dễ chịu chưa? Dạ. Thấy gì khá được gì chưa? Chỉ có ngủ thì nó từ mất ngủ mà cũng mười mấy năm đây rồi. Ừ. Ừ. Rồi mấy đứa con? Dạ, hai đứa. Ủa? Sinh đâu có nhiều đâu. Mình về đi cùng vậy? Dạ, làm không á. À. Không có đá rồi. Ừ, đẩy hay làm gì? Dạ. Làm gì? Trời ơi, chăn nuôi giá con heo gần 100 kg chứ hả? À. Rồi nằm xuống, cổ lưng rồi nàng kia, nằm xuống đi, nằm ngửa nè, ngửa nè, rồi nằm yên luôn, rồi nằm nghiêng. Khi mà mình bị cái cột sống lưng nó chèn á thì tự nhiên mà đi cũng không nổi. Thở cũng được. Thở cũng được. Đúng không? Rồi quay lại. Nghe rõ quá ha.
Trời, quay đầu qua đây đi. Đừng ngồi vậy đi, ngồi vậy quay đầu bên đó. Rồi, đang ngửa, đang ngửa. Rồi, dở cái chân lên đi xíu đó. Giờ nắng nó cũng đang trong cái phương pháp mình á, cái mà bấm thập chỉ á, là ngũ bội tâm tinh nó đau lắm, nó đau lắm. Nhưng mà cái lạ đó là khi mình bấm á, thì rất đau, nhưng mà khi mà nó hết bấm rồi đó thì cái chân mình rất khỏe. Thật ra mọi người chút xíu coi như này ha, tôi bấm ngũ bội tâm tinh xong á là đi lao lên cái ào ào, không còn vấn đề nữa. Bởi vì là gân lực hồi xưa giờ là hết rồi, em đau quá, đau quá, dừng dừng quá, dừng quá. Làm cho hết rồi em, còn dĩa lên mây. Bây giờ mình làm máy là hết rồi. Phải dọa vậy mới sợ. Bây giờ là đi qua trên dòng, cái dòng lên trên dòng, rồi bắt đầu mới đi cầu thang. Đây khác rồi đó, rồi đi nhanh lên. Đấy. Rồi, đi lên cầu thang luôn. Đi cho nó là mọi người ấm xong cái là không có dừng, không có dừng, không dừng cầu thang, đi lên thẳng lên luôn. Chạy rồi thầy ơi. Chạy rồi. Rồi, không có phiền, không có giữ gì hết á, cái bình thường. Rồi, tốt rồi. Sau khi mình làm cho cái thân, mình có hoạt động thế này. Rồi, sao rồi? Biết, nhẹ lắm rồi hả? Dạ, nhẹ lắm. Đi chợ về, mệt lắm rồi. Bây giờ nhẹ nhàng hết rồi. Chạy cầu thang chạy được không? Dạ, chưa đâu, đi thôi. Đi thôi hả? Nhưng mà thấy nhẹ nhàng rồi hả? Rồi, xin cảm ơn. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0818
0985802299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.